Dạ hello, xin chào mọi người đến với channel của em Hưng nha. Thì hôm nay em Hưng sẽ giới thiệu cho mọi người một cái khăn. Đây là cái mẫu khăn này là khăn gấp gọn đa năng nha mọi người. Hưng nghĩ là giờ mỗi gia đình đều nên cần có một cái khăn như vậy nha mọi người, để mình có thể sửa chữa ở trong gia đình hoặc là tận dụng mình leo để mình quét ở trên trần nhà này kia đâu á, thì cái khăn này rất là tiện luôn. Nó rất là chắc chắn nha mọi người. Cái khăn này là khăn nhôm gấp gọn đa năng mọi người. Khăn gấp gọn đa năng thì em thấy cái khăn này rất là tiện dụng luôn. Đó, nó thiết kế được làm bằng nhôm và inox. Cái khăn này á nó có nhiều kích thước nha mọi người, có là từ 3 cho đến 7 bậc luôn mọi người, tùy theo độ cao thì mọi người chọn cái khăn phù hợp cho gia đình của mình nha. Cái khăn này là khăn 5 bậc mọi người, trọng tải nó chịu được là lên tới là 300 kg mọi người của cái khăn này. Cái khăn này á thì mình có thể là gấp gọn lại như vậy đó, mọi người thấy rất là gọn nha. Rồi mình nhét vào cái kẹt tường nào đó mọi người thì rất là gọn, không có tốn diện tích thi nào mà mình cần sử dụng thì mình có thể banh ra như vậy đó. Việc leo lên này kia đâu rất là chắc chắn mọi người, dùng này chị em phụ nữ đều có thể xài được hết luôn. Mình thấy cái khăn này rất là tiện thì hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người về cái khăn này. Đây là khăn gấp gọn đa năng, cái này là 5 bậc nha mọi người, rất là chắc chắn. Đây, để em quay cận cảnh cho mọi người xem ha. Đây, đây ở trên cái bậc khăn nhôm của nó thiết kế vân vân vậy nè mọi người, cái gạch này nè, gạch ngán này nè mọi người, để cho mình bước lên mấy cái bậc khăn này nó không có trơn trợt đó mọi người đó, và kiểu dáng thì rất là đẹp mắt nha mọi người, và chắc chắn nữa đó. Đó. Cái này thì chị em phụ nữ đều có thể sử dụng được nha mọi người. Tôi nghĩ là mỗi gia đình đều cần phải có một cái khăn như thế này mọi người, nó vừa chắc chắn mà nó vừa thẩm mỹ cho mọi người. Mình xài xong đó thì mình có thể là gấp gọn lại và mình cắt vào trong kẹt tường này kia đồ của mọi người, hoặc là sử dụng để sửa chữa những điện hoặc là thay bóng đèn này kia đó trong gia đình, thì nên cần có một cái khăn như vậy nha mọi người. Tôi thấy cái khăn này tôi thấy rất là ok luôn, nó rất là gấp gọn nè, nó gọn nè và nó đẹp nữa mọi người, và nó dễ sử dụng nữa mọi người đó, và nó nhẹ, nó không có nặng nha. Cái khăn này cảm thấy rất là nhẹ đó. Thì tôi nghĩ là mỗi gia đình nên cần có một cái khăn gấp gọn đa năng như thế này. Đây, quay cận cảnh luôn, thấy rất là nó thiết kế rất là đẹp mọi người. Đây là mấy cái khớp của nó nè, kia mình gấp gọn đây nè. Đó. Thì là gấp gọn lại nó còn có gì đây vậy mọi người. Vậy thì mình có thể nhét vào đây, mình có thể đưa vào kẹt tường này kia đó, như vậy rất là gọn luôn, không có trốn diện, không có tốn diện tích gì hết. Mình thấy cái khăn này rất là tiện luôn nha. Làm thân mua là 5 bậc mọi người, 5 bậc khăn, nó có loại là 6 bậc 7 bậc nữa, tùy theo cái chiều cao của mọi người, muốn nó cao tới đâu thì mọi người chọn cái loại đó thì nó cho nó phù hợp với lại nhu cầu sử dụng ở trong gia đình của mình. Mình thấy cái khăn này rất là đẹp, rất là tiện dụng ở trong gia đình luôn, nên hôm nay mình giới thiệu với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem đến giờ phút này. Bye bye, xin chào cả nhà.